Sáng 14 tháng 6 năm 2021, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, từ ngày 26 tháng 5 đến 13 tháng 6, tại TP.HCM đã có 470 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Ổ dịch này được phát hiện tại 21 trên 22 quận huyện thành phố Thủ Đức và cơ bản đã được khống chế. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, các nhánh chính của chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng gồm: chuỗi lây thứ nhất tại khách sạn Sheraton quận 1, 19 ca xác định mắc bệnh là các đầu bếp, nhân viên phục vụ tại khách sạn. 131 ca F1 đã được cách ly tập trung từ cộng đồng, chỉ phát hiện thêm 4 ca trong khu cách ly. Chuỗi lây nhiễm thứ hai tại cửa hàng cà phê Trung Nguyên, quận Tân Bình, 65 ca xác định mắc bệnh là các nhân viên phục vụ cửa hàng và lây sang các hộ gia đình, khu nhà trọ. Kết quả điều tra ghi nhận lây lan sang tỉnh Bình Dương. Nhánh chuỗi này đã phát sinh một ổ dịch lớn gồm 30 ca tại khu nhà trọ phường 15 quận Bình Thạnh, đã được phong tỏa từ ngày 30 tháng 5, ca bệnh gần nhất phát hiện ngày 9 tháng 5 trong thời gian đang cách ly tập trung. Chuỗi lây nhiễm thứ 3 tại trường mầm non Sông Ngự Kids Town, quận 12, 29 ca xác định mắc bệnh là giáo viên của trường và lây sang các hộ gia đình, khu nhà trọ. Kết quả điều tra ghi nhận lây lan sang tỉnh Bạc Liêu 1 ca, Long An 3 ca, Đồng Tháp 1 ca. Ngày ghi nhận ca bệnh gần nhất tại TP.HCM là ngày 9 tháng 6. Chuỗi lây thứ 4 tại khu nhà trọ phường 5, quận Gò Vấp, 23 ca xác định mắc bệnh là các cư dân trong khu nhà trọ và một số nhân viên làm việc tại công ty Nàng Khô do tiếp xúc ca F0. Kết quả điều tra ghi nhận một trường hợp lây sang tỉnh Trà Vinh là F3. Ngày ghi nhận ca bệnh gần nhất là ngày 6 tháng 6 trong khu phong tỏa. Chuỗi lây nhiễm thứ 5 tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển giải pháp tầm nhìn IDS, quận Tân Phú. 53 ca xác định mắc bệnh là các nhân viên thuộc công ty trên và lây lan sang các hộ gia đình là người nhà của các nhân viên này. Ngày gần nhất phát hiện ca bệnh là ngày 6 tháng 6. Từ chuỗi lây này đã phát sinh ổ dịch tại tòa nhà Samco, quận 1 với 7 ca bệnh. Từ ngày 7 tháng 6 chưa ghi nhận thêm ca nhiễm. Chuỗi lây nhiễm thứ 6 tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư dịch vụ Thiên Tú FN, quận Tân Bình, 120 ca xác định mắc bệnh, từ ngày 4 tháng 6 chưa ghi nhận ca nhiễm. Chuỗi lây nhiễm thứ 7 tại bệnh viện FV, quận 7, ngày 2 tháng 6, qua sàng lọc, bệnh viện FV đã phát hiện 3 bệnh nhân dương tính có địa chỉ ở thành phố Thủ Đức. Qua điều tra dịch tễ, đã xác định có mối liên hệ với chuỗi điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng. Liên quan chuỗi lây nhiễm tại điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, dù đã được kiểm soát, nhưng lãnh đạo ngành y tế TP.HCM cho biết hiện còn có 6 chuỗi lây nhiễm mới khác tại TP.HCM chưa xác định được nguồn lây. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.